Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015. Thưa bà con nông dân, những ổ mây dông trên vùng biển phía Nam đã di chuyển hầu hết về Vịnh Thái Lan. Vì vậy hôm nay Nam Bộ tiếp tục ít mưa. Tuy nhiên thì vẫn còn tồn tại các ổ mây dông nhỏ phát triển về chiều, gây mưa cục bộ ở một số nơi. Nhiệt độ ngày cao nhất là 35 độ, chiều tối một số nơi có mưa rào và dông, về đêm nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Trong những ngày qua, do diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt là nắng nóng và xuất hiện những cơn mưa rào về chiều, là cơ hội cho nhiều dịch hại phát sinh lây lan mạnh trên cây trồng, trong đó có bệnh đạo ôn lá lúa. Diện tích lúa thu đông và lúa mùa trong khu vực bị nhiễm bệnh đạo ôn hiện nay là 14.993 hecta Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 cho đến 15%, phân bố tại các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp. Ngay sau đây thì nhóm phóng viên thời tiết nông vụ sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình bệnh đạo ôn hại lúa tại một số địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị thưa bà con qua ghi nhận thực tế thì hiện nay bệnh đạo ôn tấn công hầu hết trên các bộ phận của cây lúa gồm lá, cổ lá và đốt thân và cổ bông. Đặc biệt khi mà bệnh tấn công trên cổ bông và vé thì sẽ làm ảnh hưởng đến năng sức cũng như là chất lượng hạt gạo và để phòng trị bệnh đạo ôn hại lúa thì trung tâm bảo vệ thực vật phía nam khuyến cáo bà con nông dân thực hiện các giải pháp như sau là chọn giống kháng bệnh đạo ôn đối với những ruộng lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tuyệt đối bà con nông dân không để ruộng lúa bị khô hạn không bón phân đạm và không phun các loại phân qua lá cũng như là thuốc kích thích sinh trưởng Ngoài hai giải pháp mà phóng viên thời tiết nông vụ vừa cung cấp thì bà con nông dân cũng cần thực hiện bổ sung thêm các giải pháp sau trong giai đoạn bón phân đón đồng cần bón bổ sung thêm các loại phân có chứa canxi và silic để tăng sức đề kháng cho cây phun thuốc đặc trị đậu ôn để phòng trừ bệnh đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun đối với bệnh đậu ôn cổ bông bà con nông dân nên phun thuốc khi lúa bắt đầu trổ và lúc lúa trổ đều nên phun thuốc vào buổi chiều mát ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vừa nêu bà con nông dân cũng cần thực hiện thêm giải pháp là thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện bệnh đậu ôn có biện pháp quản lý và phòng trừ bệnh kịp thời tránh lây lan sang diện rộng. Chú vị thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây, hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.